tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Iran đã chứng kiến sự phục hồi tích cực trong thời gian gần đây. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng gần 10%. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định tầm quan trọng của hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam, gọi đây là một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước. Tổng thống Putin cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Iran sang nhiều lĩnh vực khác về phía Iran, thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Akbar Amadian khẳng định mối quan hệ nga Iran sẽ tiếp tục phát triển dưới thời tân tổng thống Masoud Pezeshkian, người luôn ủng hộ việc duy trì quan hệ chặt chẽ với nga. Cuộc họp của các quan chức an ninh cấp cao BRICS và BRICS cộng diễn ra tại Saint Petersburg từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 9. Nga đã đảm nhận vai trò chủ tịch BRICS từ đầu năm 2024. Trong thời gian này, nhóm đã kết nạp thêm các thành viên mới gồm Ai Cập, Iran, UAE, Ả Rập Xê Út và Ethiopia.